Chào các em, hôm nay chúng ta lại bắt đầu học qua một chương mới. Đó là chương 3. Thật ra chương này đúng ra là ta học cái phân nhóm chính 4A của mạng hệ thống tuần hoàn, mà trong đó hai nguyên tố đại diện của nhóm đó là carbon và silic, cho nên ta gọi là chương carbon silic, nhóm carbon silic. Thì bài hôm nay là bài số 1, học về khái quát của nhóm carbon silic và đồng thời khảo sát thêm nguyên tố đại diện của nhóm, đó là nguyên tố carbon. Thì nội dung bài học gồm có 3 phần A, B và C, là khái quát về nhóm carbon silic. Thứ hai là ta khảo sát nguyên tố carbon. Và phần C là bài tập áp dụng của bài số 1. Thứ nhất là khái quát về nhóm carbon silic. Khái quát về nhóm carbon silic. Một là vị trí của nhóm carbon silic trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thì nhóm carbon silic thuộc nhóm 4A trong bảng hệ thống tuần hoàn, nhóm chính 4A đó, trong bảng hệ thống tuần hoàn. Đó, thầy giới thiệu sơ lược đây. Nguyên tố 4 tổ từ trên dưới là carbon silic germany, kiểu là N, carbon kiểu là C, silic kiểu là Si, germany kiểu là Re, thiết là Sn và chì là Pb. Đó. Số hồi nguyên tử tức là số Z là 6, 14, 32, 50, 82. Số khối A carbon 12, silic 28, germany 73, thiết 119 và chì 207. Khá nặng đây. Đó. Cấu hình hydrogen ở lập vòng ngoài cùng, tất cả đều có cấu hình lập vòng ngoài cùng là cái dạng S2P2, như vậy là carbon 2S2, 2P2, chu kỳ 2, silic chu kỳ 3, 3S2, 3P2, germany chu kỳ 4, 4S2, 4P2, thiết chu kỳ 5, 5S2, 5P2 và chì chu kỳ 6 cũng 6S2, 6P2. Đó. Bảng nguyên tử thế nào? Bảng nguyên tử tăng dần, vì từ lên số chu kỳ càng tăng là số lớp vỏ càng tăng, cho nên bảng kính tăng dần từ trên xuống dưới. Đồ ấm điện thế nào? Đồ ấm điện thì giảm dần. Tại sao giảm dần? Vì từ trên xuống dưới thì tính phi kim giảm mà tính kim loại tăng, cho nên là đồ ấm điện giảm. Năng lượng hóa thứ nhất đương nhiên là ở trên rất là khó. Năng lượng hóa thứ nhất ở trên giảm dần từ 1086 đến 786, 702, 708, 715. Có chỗ hơi đặc biệt một tí đó, thiết và chi đó. Đó. Nói chung là năng lượng hóa thứ nhất cũng giảm dần theo chiều từ trên dưới, tức là chiều tăng dần của số điện tích hạt nhân. Đó. Thứ hai là tính chất chung của nhóm carbon silic. Thì cấu hình hydrogen của nguyên tử thì lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng đều có dạng là NH2, NP2, như vậy có bốn hydrogen, đập bốn hydrogen. Ở trạng thái cơ bản, các nguyên tố đều có hydrogen độc thân. Ở 2P2 là 2P2P có hydrogen độc thân thôi. Đó. Cho nên thể hiện hóa trị là 2. Nói chung ở trạng thái cơ bản nó thể hiện hóa trị 2. Đó. Đó, hai hydrogen độc thân đó, NP2 đó, hai hydrogen độc thân, còn S2 là cặp đôi rồi. Đó, hai độc thân thì bị khai một tên đi lên đó. Đó. Đúng không? Đó. Nhưng khi bị kích thích, tức là có đối tượng mà nó có chất mà nó phải chiến đấu, phải kích thích, thì sẽ có một, thì một cái hydrogen của NS2 có thể nhảy lên NP2, tức là chiếm cái orbital PI, PZ đó. Đó. Thành ra NP3, như vậy là có 4 trong độc thân, 4 trong độc thân luôn, là S1 và 3P đều là độc thân hết. Đó. Là 4 trong độc thân chiếm cặp đơn NS1, NP, NPI và NPZ và thể hiện hóa trị mấy? Có 4 trong độc thân cho thể hiện hóa trị 4. Như vậy này, nó đa hóa trị có thể là 2, có thể là 4, tùy theo kích thích hay không kích thích. Ngoài ra còn có sự lai hóa giữa FP tạo ra các orbital lai hóa FP3, FP2, FP, lai hóa là S trùng với P.
Ví dụ một ếch trồng 13 p, một lon gạo, một lon đậu đen, trồng 13 lon đậu trắng, thì ra 4 lon đậu đen trắng, 4 lon SP3. Đó. SP2 là một ếch một lon đậu đen trồng 2 lon đậu trắng, thì 3 lon đậu tạo ra 3 lon đậu đen trắng, là 3 lon SP2, là 3 lon đậu đen trắng, đây là A3SP2. Và SP một đen trồng một trắng, một lon đen trộn lon đậu trắng ra 2 lon đậu đen trắng, đó đen trắng SP, như vậy có 2 octan lai hóa SP. Đó, đó đây là 4 rồng độc thân, ta rõ NS1, 3 rồng độc thân PP, PZ rõ ràng không? Đó, hai sự biến đổi tính chất của các đơn chất. Đơn chất đây là carbon, silic, germany, thiết chì, là các nguyên chất đó, đó. Nguyên tố carbon, silic, germany, thiết chì, bản nguyên tử của nó là nó tăng dần, vì từ trên dưới bản nguyên tử là 0.007 nanomet, 0.117, 0.12, 0.140, 0.16, bản nguyên tử tăng dần theo chiều từ trên dưới, tức là theo chiều tăng dần của số điện tích hạt nhân, đúng không? À. Và độ ấm điện thì là giảm dần, là 2.5, 1.9, 1.8, 1.8, 1.9, có chỗ hai chỗ trùng nhau đó, đó Zma, Nibisilic, 1.8, 1.8, thì độ ấm điện là giảm dần, là vì tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần theo chiều từ trên dưới. Đó. Đó, từ trên dưới là tính gì? Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần. Đó, mà từ dưới lên trên thì sao? Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần theo chiều từ dưới lên trên. Đó. Và độ ấm điện thì tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới, à, giảm dần theo chiều từ trên xuống dưới. Đó. Như vậy tính kim loại tăng và tính phi kim giảm, từ trên xuống dưới tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. Nhưng độ ấm điện nhỏ nên carbon silic kém nhìn, độ ấm điện nhỏ là 2.519. Coi nè. Nhưng do độ ấm điện nhỏ nên cảm giác là những á kim, độ ấm điện nhỏ, độ ấm điện lớn, xin lỗi các em, độ ấm điện lớn nên carbon silic là những á kim mà cũng lớn lắm, chứ nó nhỏ cũng được, cũng không phải là quá lớn để trở thành kim loại, mà cũng không phải quá nhỏ để gọi là phi kim, cho nên mình gọi là độ ấm điện tương đối nhỏ nên carbon silic là những á kim vừa có tính kim loại vừa có tính phi kim. Đó, là tính loại vì nó chất rắn, cho nên có kim loại thôi, hơi kim loại rắn mà có tính dẫn điện, mà dẫn điện một chiều thôi, tức là có tính bán dẫn. À, và germany, thiết chì là ba kim loại, ba kim loại. Ba kim loại là germany, thiết chì là ba kim loại, vì độ ấm điện quá nhỏ, 1.8, 1.8, 1.9 nhỏ hẳn là kim loại, còn 1.9, 2.5 tương đối nhỏ, thì lúc nào là thầy nói nhỏ chứ thật đấy là tương đối nhỏ thôi, cho nên nó cũng không nhỏ lắm để trở thành kim loại, mà cũng không quá lớn để gọi nó là phi kim, cho nên gọi nó là gì, á kim, là nửa kim loại nửa phi kim. Đó, ba sự biến đổi tính chất của các hợp chất. Hợp chất hydro có công thức tổng quát là R4, tức là một nguyên tử R của phân nhóm kết hợp với 4 hydro R1 riêng của tổng carbon, còn là thành phần chính và cơ bản của các hợp chất hữu cơ. Nhưng ở đây ta không học hợp chất hữu cơ, ta học carbon trong hợp chất vô cơ thôi. Đó, hợp chất hữu cơ CO2, H2 là những oxit axit, là vì nó có mang tính phi kim cho nên CO2, H2 là những oxit axit. Nhưng oxit germanium, oxit thiết và oxit chì là những oxit lượng tính, vì nó cũng vừa kim loại, oxit vừa có tính axit vừa có tính base, tức nó cũng có kim loại hẳn. Để oxit là có tính axit, tính base mà nó không phải là phi kim hẳn. Để oxit có tính axit mà nó lại là lượng tính, vừa có tính axit vừa có tính base. Như vậy germanium, oxit thiết, oxit germanium, oxit chì là những oxit lượng tính, và các hydroxit tương ứng cũng là những hydroxit lượng tính. Đó, các hydroxit cũng lượng tính luôn. Đó,